nay đến từ anh là sự ngạc nhiên. Nhưng có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên. Hãy nên là Hãy subscribe.
ai làm ra mà của em đang nghe. Những lúc trước bé thơ, anh luôn mơ mình có sức mạnh. Để đến lúc anh lớn lên, bao kẻ sâu anh sẽ đấu trên. Sự tích thanh giống lúc xưa, tươi lửa sắt trong khi rất gần. Sẽ quân thù đi bằng những khoác che dày. Giờ đã biết lớn biết khôn, bao mộng mơ ngày xưa để dành. Chỉ muốn mãi mãi có em, tay cầm tay thật chặt bên anh. Và mỗi lúc nghĩ đến em, anh lại thấy như có sức mạnh. Cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Và vài câu ca anh đã gửi em nếu có thể.